Thì em hoàn toàn không có một cái chuyên môn gì về beauty queen cả, em chỉ là ca sĩ thôi. Nhưng mà em đã đặt quyết tâm 100%, cho nên em tới đây dù thế nào đi được. Em đã nói từ sáng đến giờ nó có hơi phản cảm chứ, nó là chết sống gì em cũng làm cho được. Đeo bông tai á, để bạn đeo bông tai không á. Rồi bé Diễm đứng ở chỗ Duyên cũng được. Đi sang bên đây, ừ đúng không? Ok. Nhóm này, Châu có được biết một thông tin là tình hình sức khỏe của Diễm đang không có ổn định lắm, thì hiện tại Diễm cảm thấy như thế nào? Do là em bị đau bụng và bị một số vấn đề về đường ruột. Thôi mà chiều nay em lại bị một cái cơn sốt. Không, nhưng mà đến giờ này em sẽ cố gắng để làm thật tốt. Rồi sau đó như thế nào cũng được. Mình không thể nào bỏ team mình được, bởi vì mình đã được mặc định hôm nay là leader của team chụp hình hôm nay, nhóm 5 người. Tại sao mọi người có gợi ý cho em rằng là mọi người sẽ đưa em đi bệnh viện để chăm sóc sức khỏe của mình, bởi vì sức khỏe là ưu tiên, thì em vẫn lựa chọn ở lại để cùng mọi người hoàn thành thử thách này? Khi mà em tới đây với cuộc thi, một người như em hoàn toàn không có một cái chuyên môn gì về beauty queen cả, em chỉ là ca sĩ thôi. Nhưng mà em đã đặt quyết tâm 100%, cho nên em tới đây dù thế nào đi được. Em đã nói từ sáng đến giờ nó có hơi phản cảm chứ, nó là chết sống gì em cũng làm cho được. Nhưng mà mình cũng nên cân nhắc về vấn đề sức khỏe của mình em nhớ. Mình phải biết quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn, bởi vì mình sẽ còn rất là nhiều cái thử thách để mà mình chinh phục. Cho nên là hy vọng là xin gửi đến cho em một cái lời chúc, cũng như là hy vọng rằng em và tất cả các thành viên của em sẽ có một cái màn thể hiện thật là tốt trong thử thách lần này. Dạ em cảm ơn chị. Cho em xíu anh. Bởi vì là hôm nay chị Diễm có vấn đề về sức khỏe nên cái năng lượng của chị Diễm đã bị giảm đi rất là nhiều. Đúng rồi. Rồi có tắm được thì đổi luôn nha. Mắt đừng trợn nha cưng. Cái hông bên phải trả ra đây, bên ngoài đúng rồi, đúng rồi. Có hình đẹp đây, là đổi người nha các em. Rồi. Bên phải quay. Xoay người ra. Rồi một tay đúng không? Ok. Rồi ok. Bé Duyên và bé Hiền á, thì rõ ràng hai cô bé quá mới, cho nên là việc chụp hình trước những vị giám khảo ngay tại đó thì loay hoay và không biết tạo dáng, các bạn Diễm thông cảm rất là nhiều. Không nhìn thấy trang sức các em ơi. Bạn này chỉ có đôi bông tai thôi à. Ánh mắt mạnh mẽ hơn nào. Đúng rồi, rồi giữ nguyên góc mặt đá mắt về anh. Thấy người yêu đi. Đẹp, gái. cao cầm. Cắt lên. Tay bên trong chắc phải... Rất là cảm ơn bé Phạm Thu Huyền. Huyền đã nghĩ lên rất là nhiều set cho mọi người. Đúng không? Rồi anh nghĩ có rồi, chuyển đi mọi người ơi. Cận trước nha. Không được che trang sức. Đây là một buổi photoshoot trang sức. Huyền, tay vậy nè. Đổi một bạn khác ra trước được không? Nhãn hàng đang đề nghị đổi một bạn khác ra phía trước. Bạn đeo bông tai á, để bạn đeo bông tai không á. Rồi bé Diễm đứng ở chỗ Duyên cũng được. Đi sang bên đây, ừ đúng không? Ok. Đó đẹp quá, thấy chưa? Anh nghĩ là đổi rút đi. Đổi đi, mỗi người rồi, một pose. Ok. Rồi hai class nè. Các bạn còn một phút cuối cùng. Rồi, chốt nào. Rồi những tấm cuối cùng. 7 6 5 4 3 2 1 Hết giờ. Anh biết sao cái tay em cứ bị như vậy nè. Và bây giờ sẽ là 5 phút để chọn hình. Khá là áp lực, bởi vì sợ là các bạn mới, các bạn lại chưa có hình đẹp, thì em sợ, rất là sợ là cái hình của bọn em nó chưa được an toàn.